Chào các bạn, à, trong cái bài hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn về Touchable, tức là những cái uh, nút bấm mà chúng ta có rất nhiều các cái button khác nhau. Uh, ở đây thì chúng ta sẽ import các cái thư viện uh, các cái thư viện uh, liên quan đến Touchable tức là các cái nút bấm gồm có Touchable Highlight. Đấy, có và có thay đổi màu sắc sáng lên khi chúng ta bấm. Có Native Feedback, có Opacity, nút có mờ đi khi bấm và Visual Feedback là tức là khi bấm vào thì giao diện không thay đổi. Đấy thì tóm tắt là như vậy thì chúng ta sẽ tạo một cái app component trong cái app component mình sẽ đặt các thuộc tính flex justify content và align item để cho các cái uh, component con của nó sẽ được nằm giữa màn hình tức là nằm giữa tâm màn hình Đấy. Uh, ở đây thì bên trong con nó gồm có những gì thứ tiên là chúng ta sẽ có một cái touchable highlight button đây là một cái nút mà khi mà bấm vào thì có màu sắc có thay đổi Đấy, nó gọi là touchable highlight Uh, trong này thì thay đổi sang màu gì thì đấy là màu underlay color đấy tức là cái màu khi mà tay chúng ta bấm vào đấy, chúng ta bấm vào thì nó nháy lên một cái nó thay đổi sang cái màu đấy một chút thì ấy gọi là underlay color rồi uh, trong Touchable highlight thì chúng ta có thể uh, add thêm view vào và tất nhiên là bên trong view mình có thể có nhiều component đấy uh, mình custom cái view này đi mình có thể uh, thay đổi cái màu background color cái màu nền của view bên trong là xanh lá cây chẳng hạn À, tất nhiên trên trong view thì chúng ta có thể add thêm text à, thêm thẻ text à, và nội dung của nó là touchable highlight rồi thế các bạn mới à, đây cả bản Android nhé bản Android các bạn đợi bấm command m thì nó sẽ hiện cái menu lên các bạn bấm reload thì nó sẽ reload code ok à, bây giờ các bạn thể chỉnh cái padding cái màu hoặc là cái cho nó đẹp hơn một chút thì chúng ta sẽ style cái text À, chúng ta sẽ chỉnh cái padding này, à, tức là cái khoảng cách từ chữ ra đến viền ngoài. À, font size, tức là cái cái phông chữ. Đấy chúng ta tăng lên một tí. À, bây giờ chúng ta lại muốn thay cho thay thay cái 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 nền bằng một cái ảnh khác. Thì à, ở đây mình sẽ download trên mạng về một cái ảnh. Đấy, một cái button như này, đây là một cái ảnh bo tròn như này. À, chúng ta kéo vào thư mục của image đúng không? Thì trong cái thư mục images này chúng ta có Uh, chúng chúng ta có cái file png đúng không thì, thì, thì trong cái project của item chúng ta sẽ nhìn thấy cái file ảnh đó ok chúng ta xóa tạm cái dòng code này đi comment tạm vào đi và chúng ta thay bằng cái image thì cái image này của chúng ta uh, có thuộc có style chúng ta sẽ cố tính style uh, chúng ta custom cho nó chúng ta cho cái độ rộng và chiều cao cố định đi một trăm và ba pixel đúng không chúng ta có thuộc tính source source là cái nguồn ảnh uh, source là cái nguồn ảnh tức là cái ảnh này ở nơi đâu đấy thì uh, cái ảnh này mình sẽ dùng cái lệnh là require require để mình trỏ đến cái thư mục và cái cái file ảnh đấy thư mục hiện tại các bạn seek image và seek đến uh, tên file ảnh đấy. thì các bạn thấy nó hiện ra đây đây cả hai bản Android và iOS ok uh, bây giờ các bạn sẽ có một cái action cái nó là cái thuộc tính on show overlay, tức là khi tay các bạn bấm xuống thì nó đổi sang màu gì và đồng thời nó gọi một cái action nó gọi một cái action này là chính là một cái hàm một cái arrow function, một cái hàm mũi tên đấy, thì cái action này sẽ làm gì nó sẽ hiện alert ra màn hình rằng là à, các bạn bấm on, uh, on show overlay đúng không, ok các bạn bấm vào đây đấy tay chúng ta bấm xuống thế nhưng mà chúng ta không thấy nó thay đổi màu gì cả nó không có tác dụng đúng không? Thế tại sao lại như thế? À, thì cái cái touchable highlight này nó sẽ chỉ có tác dụng khi chúng ta có định nghĩa cái 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 action on press, tức là khi uh, bấm xuống hoặc khi chạm tay xuống nút thì sao? Đấy, chúng ta phải có cái thuộc tính on press thì nó mới thực hiện cái việc uh, on show underlay ở dưới thì cái on press này cũng gọi đến cái hàm đấy chúng ta tách cái hàm này ra thì cái này trong bài trước mình đã giới thiệu rồi à, ok các bạn on press button các bạn chú ý cái dấu gạch ở dưới ở chữ on nhé đấy convention khi chúng ta viết code thôi à, bây giờ các bạn bấm vào đây đấy các bạn thấy cái màu đỏ chưa khi các bạn bấm vào thì các bạn thấy là cái màu đỏ nó hơi hơi mờ ra dưới ok các bạn bấm đây. đấy nó nháy lên rất là nhanh thôi cái màu đỏ nó hơi nháy lên một chút đấy nó gọi là highlight Đấy, nháy lên một chút. Thế nhưng khi các bạn bỏ cái on press đi, thì các bạn bấm nó không có tác dụng gì cả. Đấy. Các bạn chú ý là 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 cái cái highlight này sẽ chỉ có tác dụng khi mà bạn có cái thuộc tính on press thôi. Đấy. À, tiếp theo thì chúng ta sẽ có cái on show. bây giờ chúng giả sử chúng ta comment cái dòng này lại đi à, và chúng ta chỉ để mỗi cái on uh, underlay thôi để chúng ta nhìn thấy cái màu đỏ. Đấy các bạn thấy không? À, bạn bấm vào các bạn nhìn thấy cái màu đỏ nó hơi nháy lên một tí Đấy, chính là cái Underlay Color Bạn bấm vào đây đi Android đi, các bạn thấy hơi màu đỏ lên một chút Đấy, thì đấy là chính là cái màu mà khi các bạn bấm vào cái màu Underlay Cái màu nằm dưới khi chúng ta nháy nháy cái nút lên Khi cái nút nó nháy nháy lên à, Tiếp theo thì chúng ta có thể thay cái... Uh, nhả cái text này ra các bạn có thể để, để song song cả image, cả text cạnh nhau uh, Hoặc là các bạn có thể mang cả cái text các bạn uh, ấn vào trong image Nhưng mà cái này không khuyến khích, cái việc này không khuyến khích vì đã ảnh hưởng đến performance Nó sẽ làm cho cho, cho chậm cái việc giao diện của chúng ta sẽ bị load chậm Đấy thì không khuyến khích làm cái việc đấy uh, Tiếp theo thì chúng ta sử dụng cái Touchable Native Feedback Thì cái này chỉ có tác dụng trong Android thôi, chỉ chạy trong Android thôi Đấy, thì chúng ta cũng có cái hàm uh, cái cái action on press trở đến cái hàm on press button đúng không? Uh, chúng ta có foreground foreground là màu gì là cái màu nền của cái component cha chứa nó, đấy. tức là cái nào chứa cái cái nút này thì là màu đấy là màu foreground đấy. các bạn thấy không? trên bên bản ios là là thế vậy báo không chạy được này vì nó không chạy trên ios. trên bản android nó báo rằng là chúng ta đang thiếu cái children tức là bên trong này nó phải có các cái con, các cái component con thì để đơn giản chúng ta sẽ add vào nó một cái view, đấy. Thế xong cái view này chúng ta sẽ đặt nhiều component khác ở trong view, cái view style cho nó đi. Chúng ta đặt thuộc tính style cho nó, chúng ta sẽ đặt cho nó chiều rộng này, uh, chiều cao này bao nhiêu pixel này, chúng ta margin này để cho có khoảng cách so với các component khác này, uh, chúng ta có background này, đấy và bên trong cái component view thì chúng ta có thể add text uh, text thì chúng ta cũng có thể uh, customize chúng ta thể set style cho text uh, và set nội dung cho text đúng không thế còn cái style cho text thì chúng ta có thể có là margin chúng ta có font size đấy như các cái pattern khác và text align để cho cái chữ nó nằm giữa đấy thì khi các bạn bấm vào các bạn reload thì một chút rồi các bạn thấy rằng là cái nút bấm của chúng ta ok rồi thì lúc này chúng ta đa đang để foreground bằng false tức là chúng ta không sử dụng foreground đấy thì cái ở trong trường này foreground nó là màu trắng các bạn thấy không đấy tức là cái cái component cha chứa cái button nó đang là màu trắng thì các bạn để true đi đấy thì nó sẽ dùng màu trắng cái nút này sẽ biến thành màu trắng có nghĩa là à, sử dụng foreground đấy thế bây giờ chúng ta thử thay đổi cái màu trắng này đi à, chẳng hạn như màu trắng ta thay màu vàng thì các bạn làm như nào chúng ta sẽ lên trên này và chúng ta thay đổi cái background color của cái view cha chứa cái button này, đấy. thì cái view cha cho button này chúng ta đổi thành nền vàng đi. thì mà ở đây chúng ta sử dụng mà foreground là true, đấy. thì lúc này sẽ là nền vàng. cho nên cái nút này gần như là, là là biến mất. tức là cái nền nó màu gì thì thì ta màu đấy. đấy. nếu nếu các bạn để false thì nó sẽ sử dụng cái màu mà do ok trong button mình định nghĩa. đấy. ok Uh, tiếp theo chúng ta bỏ cái này đi đúng không? Ta bỏ cái button để, để màu trắng đi cho nó đẹp đi. Uh, chúng ta sang một cái nút tiếp theo nữa là chúng ta có nút uh, uh, Touchable op uh, Opacity tức là có 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 hiệu ứng uh, mờ ảo, tức là có hiệu ứng trong suốt. Opacity là trong suốt. Đấy. Thì cái đơn uh, chúng ta sẽ mang cái cái custom ở trên, chúng ta mang cái style ở trên chúng ta paste xuống dưới chỉnh sửa đi một tẹo. Thay đổi màu thôi mà. Còn cái cách chỉnh sửa vẫn như vậy. Chúng ta thay đổi màu màu background đi một chút này, chúng ta thay đổi cái chữ đi một chút à, và chúng ta chạy reload. Ok. À, thì các bạn đấy là khi các bạn bấm vào đây thì nó hơi mờ đi một chút, nó trong đi một chút thì đây cái độ trong nó là 0.2 đấy. Bằng không là trong suốt hoàn toàn và bằng một là không trong suốt. Thì mặc định nó là 0.2. Khi các bạn không 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 định nghĩa nó thì mặc định nó sẽ là 0.2. còn nếu mà thay đổi nó sẽ thay đổi cái on cái activity opacity tức là cái uh, giá trị độ trong của nó đúng không? độ bây giờ độ trong 0,7 tức là nó tương đối đục rồi. Đấy. các bạn bấm vào nó sẽ hơi uh, trong đi một chút đúng không? đấy là độ trong 0,7. còn nếu độ trong 1 thì các bạn bấm vào nó sẽ không thay đổi. À, còn độ trong bằng 0 gần như biến mất. Đấy. Thế còn uh, Touchable Width Sound Feedback Tức là gì Tức là khi các bạn bấm vào cái nút như thế này Thì cái nút này nó nó không có gì gì, gì hoạt động cả Tức là về giao diện nó không có gì thay đổi cả Đấy. Uh, Bây giờ các bạn uh, custom nó giống như cái nút trên đi Chúng ta custom tương tự Chúng ta thay màu màu tím đi Purple uh, Màu tím Các bạn reload Rồi Thì cái nút màu tím này bây giờ các bạn bấm vào Thì uh, with Sound Feedback nghĩa là gì Tức là mình bấm vào chả thấy nó phản ứng gì cả Đấy, khi bạn bấm vào thì không thấy có phản ứng gì cả, đấy nó gọi là Without feedback. Tất nhiên nó cũng nhận cái cái hàm on press, đấy. thậm chí còn nhận nhiều, họ nhận cả on press in nữa. Đấy, khi bạn tay bạn ấn xuống và giữ là on press in, đấy. đúng không? nó nhận hàm on press in thì khi mà tay các bạn bấm xuống chạm xuống uh, màn hình uh, thì chạm xuống cái nút thì nó là on press in và khi uh, thậm chí là khi tay bạn uh, đang ở dưới chạm vào màn hình và bạn bạn nhấc lên tức là on press out. Đấy, cái tay bạn nhấc khỏi màn hình, đấy tay bạn nhấc như này lên thì uh, nó sẽ gọi đến hàm on press out. Đấy. Ok, tức là các, các bạn có ba cái 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 action khi bấm, uh, ấn xuống, nhả tay ra uh, và ấn tổng thể, tức là tay mình có ấn có nhả cả nhà. Thì ba hàm này đều được gọi hàm on press, hàm on press in và on press out đấy. À, ngoài ra chúng ta có thuộc tính disable. Disable nghĩa là gì? Nghĩa là vô hiệu hóa cái nút này. Khi các bạn uh, để disable thì thì các bạn uh, uh, chạm bằng tay vào hoặc là uh, hoặc bấm chuột thì nó đều không hoạt động đấy. Các bạn bấm chuột, các bạn uh, chạm tay thì đều không hoạt động đấy. Như vậy đấy là trường hợp disable bằng true. Thì uh, chúng ta để disable bằng false để để chúng ta có thể tác động được. À, ngoài ra chúng ta còn cái action nữa là cái on long press Tức là khi mà tay bạn bấm vào cái nút và giữ một lúc à, Giữ một lúc lâu lâu thì nó gọi đến cái hàm này Nó gọi đến cái hàm on long press này Đấy bấm và giữ Thì khi mà bạn muốn làm một cái việc gì đó cẩn thận Ví dụ bấm và giữ một lúc thì nó ra một số các cái option gì đó Đấy chẳng hạn như vậy Đấy, các bạn bấm và giữ một lát thì nó sẽ hiện ra On Long Press Đấy. Tương tự với bản Android cũng vậy à, cái, cái Touchable Wizard Feedback này chạy được cả Android cả iOS Đấy. Ok, à, như vậy là cái bài hôm nay đến đây đã kết thúc Cảm ơn các bạn đã theo dõi Các bạn có thể subscribe kênh của mình Hoặc thêm để xem thêm các video khác Hoặc là download code trên GitHub về